Jose Mourinho đã rời AS Roma trong nước mắt và Daniel De Rossi, người có tình yêu đã kéo dài hàng thập kỷ với màu áo bã trầu, lên tiếp quản. Nhưng liệu tình yêu có thể giúp huyền thoại này vực dậy đội bóng cũ? Đó không phải vấn đề. Các phóng viên cứ nói đi nói lại về tương lai của tôi, nhưng tôi không cần phải nói về điều đó, Jose Mourinho phát biểu sau khi nhận thẻ đỏ trong trận Roma 1-1 Atalanta tại vòng 19 Serie A diễn ra hôm 8 tháng 1. Ở thời điểm đó, việc vị chiến lược gia 60 tuổi nhận trách sa thải từ ban lãnh đạo đội chủ sân Olimpico mới chỉ là tin đồn. Đồng thời, cũng có những thông tin cho rằng Mourinho sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil sau khi Carlo Ancelotti quay xe bằng việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2026. Trả lời về tin đồn này, người đặc biệt khẳng định mình muốn ở lại Roma. Đội tuyển Brazil không mời tôi, và tôi cũng đã nói với người đại diện của mình, đừng nói chuyện với bất kỳ ai khi tôi còn là huấn luyện viên trưởng của Roma. Tôi 100% tin tưởng chủ sở hữu của câu lạc bộ này. Tôi luôn nói điều đó với họ. Khi đội tuyển Bồ Đào Nha gọi cho tôi và cả khi một vài câu lạc bộ ở Ả Rập Sauni liên hệ với tôi hồi mùa hè năm ngoái. Cũng trong ngày 8 tháng 1, Ane, cựu trung vệ Zalarossi, quan ngại về tương lai của Mourinho. Ông nói với Tatar Mercato Web, thật khó để nói liệu Mou có tiếp tục gắn bó với Roma hay không. Đã có tin đồn về một cuộc chia tay vào mùa hè 2024. Theo quan điểm cá nhân của tôi, anh ấy rất khó có thể ở lại. Chẳng cần phải đợi tới hết mùa năm 2023 đến năm 2024, chỉ hơn một tuần sau hai phát biểu trên, Ane đã đúng. Hay nói cách khác là hơn 7 ngày sau khi Mourinho cam kết tương lai với đội chủ sân Olimpico, ông đã phải nhận trách sa thải từ ban lãnh đạo câu lạc bộ. Ở Serie A, Roma chỉ thắng 1/6 trận gần nhất. Mới nhất, đoàn quân áo bã trầu thua AC Milan 1-3 và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đây là trận đấu chia tay Mourinho. Còn ở Coppa Italia, thất bại 0-1 trước Lazio hôm 11 tháng 1 khiến Roma phải dừng bước ở vòng tứ kết. Dẫu vậy, đội bóng của chủ tịch Jan Friedkin chỉ cách đội đứng thứ 6, Lazio, và 5, Atalanta, 4 điểm. Khoảng cách giữa Roma và đội xếp hạng 4, Fiorentina, cũng chỉ là 5 điểm. Trong khi đó, giải mới chỉ diễn ra 20 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc Zalarossi nói riêng và các câu lạc bộ khác nói chung vẫn còn tới 18 vòng đấu để cạnh tranh suất dự Champions League. Không chỉ còn cơ hội chen chân vào top 4 Serie A, mà ở Europa League, sân chơi mà thầy trò huấn luyện viên Mourinho đã vào đến tận chung kết ở mùa trước Roma vẫn còn cửa cạnh tranh ngôi vô địch khi đã giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng G. Lý do khiến giới thượng tầng Roma không tin Mourinho có thể xoay chuyển tình thế là họ đã hết kiên nhẫn hoặc không muốn tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Roma cần doanh thu. Hãy nhìn vào khoản lỗ của họ trong 4 năm qua. 204 triệu euro ở mùa năm 2019-20, 185 triệu euro ở mùa kế tiếp, 219 triệu euro ở mùa năm 2021 đến năm 2022 và ước tính khoảng 102 triệu euro ở mùa năm ngoái. Một số khoản lỗ là do cựu giám đốc thể thao Moncay và sau đó là Gianluca Petracchi gây ra. Nhưng những lần chi tiêu chuyển nhượng của Mourinho trong mùa đầu tiên ông dẫn dắt Roma cũng là một trong những lý do vì sao đội bóng này có thể sẽ phải đối mặt với án phạt về luật công bằng tài chính. James Horncastle, cây viết chuyên về bóng đá Ý, phân tích trên tờ The Athletic. Mourinho đã giúp Roma đoạt ngôi quán quân Conference League ngay trong mùa giải đầu tiên cựu thuyền trưởng Tottenham Hotspur nhậm chức năm 2021 đến năm 2022. Đây là danh hiệu đầu tiên của đoàn quân áo màu bã trầu kể từ mùa năm 2007 đến năm 2008, Coppa Italia. Kể từ thời điểm đó đến khi Mourinho lên nắm quyền cách đây 3 năm và có chiếc cúp đầu tiên cùng Roma, 14 năm đã trôi qua. 10 huấn luyện viên đã đến và đi: Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Vincenzo Montella, Luis Enrique, Zinedine Zidane, Aurelio Andreasoli, Rudy Garcia, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri và Paulo Fonseca. Nhưng người đặc biệt là cái tên duy nhất có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu của đội chủ sân Olimpico, mà tính tới năm 2022 là đã kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, theo tác giả James Horncastle, chức vô địch Conference League cách đây gần 2 năm chẳng thấm vào đâu so với những khoản lỗ đỏ lòm trong báo cáo tài chính 4 mùa vừa qua của Roma. Việc cầm trên tay chiếc cúp và đi diễu hành trên Via dei Fori Imperiali, con đường nằm ở trung tâm thủ đô Roma, chạy thẳng từ khu Piazza Venezia đến đấu trường La Mã trông chất hơn so với việc lọt vào top 4 Serie A đều đặn. Dẫu vậy, tấm vé dự Champions League qua từng mùa giải mới là điều tạo ra doanh thu xoay quanh dự án của Roma, Horncastle viết. Nếu việc không thể đoạt suất dự Champions League giải đấu mà Zalarossi đã vắng mặt từ mùa năm 2019 đến năm 2020 là lý do khiến Mourinho nhận trách sa thải từ ban lãnh đạo Roma, thì quả thực, người đặc biệt đã thất bại toàn tập. Trong hai mùa đầu tiên nắm đội, Mourinho chỉ có thể giúp câu lạc bộ của chủ tịch Friedkin về đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A. Tất nhiên,
Một vị trí trong top 4 giải vô địch quốc gia không phải cánh cửa duy nhất giúp Roma giành vé dự Champions League. Đoàn quân của cựu thuyền trưởng Chelsea vẫn còn một cách khác là vô địch Europa League. Nhưng ở đấu trường này, ngay mùa trước, Mourinho phải trải qua cảm giác gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang theo một kịch bản mà có lẽ cựu thuyền trưởng Inter Milan sẽ cảm thấy cay cú đến hết sự nghiệp cầm quân của mình. Trong trận chung kết, Roma thua Sevilla sau loạt đá luân lưu, trọng tài chính Anthony Taylor đã rút 7 chiếc thẻ vàng cho các học trò của Mourinho. Ngoài ra, các cổ động viên Roma cũng cho rằng vị trọng tài sinh năm 1978 đã sai khi từ chối quả penalty trong một tình huống Nemanja Matic đá bóng trúng tay Fernando trong vòng cấm của đại diện tới từ La Liga. Ở phần họp báo sau trận, cựu huấn luyện viên Porto cho rằng vị trọng tài sinh năm 1978 đã thổi những tiếng còi, méo mó. Roma kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần và cảm thấy như sắp chết vì trận thua oan uổng này. Những trận đấu có tính chất căng thẳng như vậy không phù hợp với một trọng tài như Taylor. Chúng tôi phải về nhà và chịu đựng sự bất công khủng khiếp, Mourinho phát biểu. Chưa dừng lại ở đó, cựu thuyền trưởng Real Madrid còn tìm tới tận bãi đỗ xe của sân Puskas Arena và chửi rủa Taylor, chúc mừng mày nhé, thằng khốn này. Mày là một nỗi ô nhục khổng lồ. Giờ thì biến khỏi đây, bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Anh. Còn người hâm mộ Roma thì ném ghế và chai lọ về phía vị trọng tài người Anh đến mức con gái của Taylor đã bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng này. Sau đó, Mourinho còn rời hội đồng cố vấn UEFA. Cơ quan này cũng cấm người đặc biệt 4 trận vì buông ra những lời lẽ xúc phạm với Taylor. Giả sử, nếu Roma giành chiến thắng trong trận đấu diễn ra cách đây hơn nửa năm, có lẽ Mourinho đã không bị sa thải ở thời điểm này. Vậy còn về vấn đề tài chính thì sao? Ở mùa năm 2023 đến năm 2024 và năm 2022 đến năm 2023, Roma chỉ tiêu 18.95 triệu euro và thu về 148.34 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Nhưng ở mùa đầu tiên, các lãnh đạo Zelarossi đã chi ra tới 130.65 triệu euro để vị chiến lược ra người Bồ Đào Nha mua sắm các tân binh. Trên The Athletic, Juan Caso nhận xét chia tay Mourinho là quyết định dũng cảm của Friedkin. Việc vị chiến lược gia sinh năm 1963 bị sa thải đã gây ra sự bất ngờ và phần nào là tiếc nuối cho một bộ phận người hâm mộ Roma. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi Mourinho lái xe rời đại bản doanh câu lạc bộ sau khi nhận chắc sa thải, một số cổ động viên của đội chủ sân Olympico đã vây lấy chiếc ô tô của ông để nói lời cảm ơn và chào tạm biệt, khiến Mourinho xúc động và khóc đến đỏ cả mắt. Nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ có lý do để đưa ra quyết định này. Tôi là một huấn luyện viên chứ đâu phải Harry Potter. Cậu ấy là phù thủy hư cấu, còn tôi thì làm bóng đá ngoài đời thực. Tôi mới đến đây được 2 tháng và có chưa đến 10 buổi tập cùng các cầu thủ, tính cả các tân binh. Mourinho đã nói như vậy sau khi Real Madrid bị Mallorca cầm hòa 0-0 tại La Liga năm 2010 đến năm 2011. 14 năm sau, người đặc biệt một lần nữa không thể trở thành Harry Potter. Sau trận đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng Roma, thua Milan 1-3, Mourinho lại tự nói mình là Harry Potter với ý muốn ám chỉ người hâm mộ đội chủ sân Olympico đang đặt kỳ vọng quá sức lên vai mình. Chỉ 5 giờ đồng hồ sau khi sa thải cựu huấn luyện viên FC Porto, Roma đã thông báo huyền thoại Daniel De Rossi sẽ trở về đội bóng cũ với tư cách tân thuyền trưởng. Người con của thành Roma này đã dành gần như cả sự nghiệp cho màu áo bã trầu. De Rossi bắt đầu ăn tập từ lò đào tạo trẻ Roma từ năm 2000 sau khi rời học viện của Ostia Mare. Cựu tiền vệ sinh năm 1983 cống hiến cho Roma tới tận năm 2019 rồi mới chuyển sang dưỡng già tại Boca Junior và giải nghệ năm 2020. Từ năm 17 tuổi tới năm 36 tuổi, 19 năm cháy vì màu áo bã trầu, 3 danh hiệu, 2 Coppa Italia và 1 Supercoppa Italia, 616 lần ra sân và làm đội trưởng từ năm 2017, De Rossi đã dành cả thanh xuân cho Roma. Với tôi, đá cho Roma là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất. Lời phát biểu này của cựu sao người Ý trên tờ New York Times năm 2012 đã chứng minh tình yêu của anh dành cho Zelarossi. Người cận vệ, võ sĩ giác đấu, biểu tượng, huyền thoại là những danh từ người ta vẫn thường nói về vai trò và sức ảnh hưởng của anh tại Roma. Ở lần trở lại này, dù với vai trò khác, nhưng mọi cầu thủ của đội chủ sân Olympico đều phải nể trọng De Rossi bởi anh là tượng đài của câu lạc bộ này. Đó là thuận lợi khi ngồi ghế nóng của De Rossi. Tuy nhiên, vẫn còn đó những lo ngại về kinh nghiệm của nhà cầm quân 40 tuổi. De Rossi vừa nhận bằng pro của UEFA hồi tháng 9 năm 2023. Một tháng sau, anh có lần đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng với điểm đến là Espanyol và ra đi chỉ sau hơn 4 tháng. Trước khi De Rossi lên thay Roberto Venturato, đội chủ sân Paulo Maza xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Serie B, vòng 24, khi cựu thủ quân Roma ra đi, Espanyol tụt xuống vị trí thứ 18 và nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Dưới thời De Rossi, câu lạc bộ của chủ tịch Joe Tacopina đá 17 trận, chỉ thắng vỏn vẹn 3 trận, hòa 6 và thua tới 8.